Hello, xin chào. Chúc mọi người xem video vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách kiểu tóc undercut trắng chân ha. Ở đây thì chúng ta làm ẩm nền và kẹp máy lên nha các bạn, để đẩy tông ở phần size này ha. Ở đây là tôi sử dụng con Samsung 388 nha các bạn. Áp tông sát da đầu đẩy từ dưới lên khoảng 1/2 của cái phần size này ha. Đồng thời cũng hướng lưỡi tông lài ra ngoài với một cái góc là 25 độ trên nha các bạn. Đó, chúng ta đẩy tông thẳng lên trên và dùng lực chặn lại để kết thúc luôn cái đường tông ha. Khi chúng ta lấy khung ở trên rồi thì ở đoạn liên kết ở giữa này các bạn, chúng ta vuốt tông cho nó mờ dần lên ha. Tức là cho nó lài theo cái dốc đó lên tới cái cạnh phía trên luôn nha. Và tiếp tục chúng ta kê lượt cái cạnh đó các bạn, chúng ta đuổi lại những cái ngọn tóc mà nó còn lọt sọt cho bám vào cái cạnh nó luôn là ok ha. Ở dưới cái nền, ở dưới chân viền này thì chúng ta vuốt lại cho nó sát luôn nha các bạn. Và chúng ta chấn viền trước và sau mai và cái viền vành lỗ tai này luôn ha. Phía sau cạnh vành tai bên trái này vẫn là cây tông Samsung 388 này luôn nha các bạn. Chúng ta cũng đẩy từ ở chân viền lên ha, tầm khoảng 2/3 của cái phần sau này ha. Và chúng ta cũng hướng lưỡi tông ra ngoài ở một cái góc là 25 độ trên nha các bạn. Đi thẳng lên hết hành trình tông và dùng lực chặn lại để kết thúc luôn cái đường tông ha. Rồi sau đó chúng ta vuốt lại cái nền liên kết ở giữa nha các bạn, cho nó mờ dần lên ha. Và cũng canh cho nó cân xứng ở phía trước nha các bạn. Tức là chúng ta tính từ chân viền lên cho nó đều nhau ha, từ phía trước vòng về phía sau của cái vành tai bên trái này nha. Và chúng ta vuốt lại một lần nữa cho nó mượt cái nền ở đoạn giữa này ha, cho mạnh luôn. Và cái chân viền này chúng ta đẩy cho sát luôn là ok ha. Kê lượt chúng ta đuổi cái cạnh phía trên, những ngọn tóc nó còn lọt sọt các bạn, cho nó bám vào xuống cái thành đó là được rồi nha. Và chấn cái viền phía sau vành tai bên trái này luôn ha. Ở cái form sau này, cái phần ở đuôi gáy này cũng áp tông từ ở dưới chân viền dưới gáy nha các bạn. Chúng ta đẩy thẳng tông lại từ dưới lên 2/3 của cái form sau này luôn nha. Và cũng hướng lưỡi tông ra ngoài ở cái đoạn từ giữa lên nha các bạn, với cái góc là 25 độ trên á, tức là cái lưỡi tông chúng ta hở cái da đầu và đi xéo lại lên hết hành trình đường tông luôn nha. Dùng lực từ trên chặn lại để chúng ta lướt tông ngang mặt lực và cho cái vết cắt nó mượt luôn nha các bạn. Tiếp tục chúng ta đẩy tông cho nó lan tỏa về cái cạnh bên phải của form sau này luôn ha. Và sau đó chúng ta vuốt lại cái nền ở giữa nữa các bạn, cho nó lài thẳng lên, nó mờ dần và nó liền lên cái cạnh ở phía trên luôn ha. Ở những chỗ mà hõm đen và lòi lõm chúng ta đi tông cho nó mượt mờ đều nhau luôn và cho nó thẳng lên trên luôn nha. Sau khi chúng ta đẩy tông ở cái nền liên kết ở giữa tới lui nó đã đều rồi thì ở cái phần chân viền này chúng ta đẩy cho nó sát hoàn toàn luôn nha các bạn. Chúng ta đẩy sạch sẽ những tóc con dưới viền này luôn ha. Và chúng ta thả viền ở dưới gáy này luôn ha, không chấn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Chúng ta cũng đẩy chấn cho nó mịn từ chân viền lại lại lên mờ dần lên nha các bạn. Nó cũng là một cái hiệu ứng phép ha, mà ở đây chúng ta kiểu phép theo kiểu bình dân của tôi nha các bạn. Tới đây thì cái phần ở sau gáy này cũng đã xong rồi ha. Ở phía sau cạnh vành tai bên phải này cũng áp tông sát đẩy từ chân viền lên 2/3 của cái size bên phía sau bên phải này luôn nha các bạn. Và cũng hướng lưỡi tông ra ngoài từ dưới lên với một cái góc là 25 độ trên ha. Và chúng ta cũng dùng lực chặn lại để kết thúc luôn cái hành trình đường tông nha. Và chúng ta canh cho nó cân xứng với cái size bên trái này nha các bạn, phía sau bên tay bên trái á. Và cũng cái động tác tương tự là chúng ta áp tông ở cái đoạn liên kết ở giữa nữa các bạn. Chúng ta vuốt cho nó lài lên trên cho nó mờ dần lên cái cạnh ở trên phía trên luôn ha. Và chúng ta chấn luôn cái viền ở phía sau bên tay bên phải này luôn ha. Và vuốt lại cái nền liên kết ở giữa này các bạn, những chỗ mà nó còn đen đó là những cái chỗ đó nó hõm đó các bạn, ta vuốt tới vuốt lui nhiều lần cho nó mà dần cho nó mượt lên mịn lên luôn nha. Cái phần ở phía sau vành tai bên phải này cơ bản tới đây cũng đã hoàn thành luôn rồi nha. Phía trước cạnh vành tai bên phải này, phía trên cạnh vành tai này cũng áp tông từ chân viền ở dưới đẩy thẳng tông lên 2/3 của cái phần sai bên phải này luôn nha các bạn. Và cũng hướng lưỡi tông ra ngoài giống như ở phía sau và bên trái luôn ha, cũng là một góc 25 độ trên nha.
và đẩy hết hành trình tông luôn, dùng lực chặn lại để chúng ta hạn chế tăng khớp luôn ha. Tiếp tục thì chúng ta vuốt lại cái nền liên kết ở giữa nữa các bạn, cho nó mờ dần cho nó thẳng lên ha, và cái lượt đuổi những cái ngọn tóc lật sọt ở trên cho nó bám xuống cái cạnh nó luôn, thẳng mượt hết là ổn ha. Tiếp tục thì chúng ta vuốt lại cái nền ở dưới chân viền nữa các bạn cho sát luôn nha. Có thể chúng ta chấn viền hoặc không chấn viền ở cái bước này cũng không sao nha các bạn, chút nữa chúng ta sử dụng dao cạo chúng ta cạo cái viền này lại là được rồi ha. Đây là bước cắt máy nha các bạn, máy này thì chúng ta cắt tương đối vừa thôi ha, tại vì cũng dưỡng máy để chải nha các bạn. Ở đây thì tôi chỉ sơn ngọn cho nó đều lại thôi nha. Phía sau thì chúng ta cắt cho nó liên kết, nó bám vào cái cạnh ở phía trên vành tay bên phải đó luôn ha. Tiếp tục thì chúng ta so ở phần đỉnh nha các bạn, ở đây cắt theo kiểu zigzag ha, mũi kéo xéo đứng nha, đó, cắt những ngọn tóc mà nó dài nó lọt sọt ở trên đó các bạn, cho nó đều và chúng ta buông xuống là nó mượt rồi ha, khỏi sử dụng kéo tỉa nha các bạn. Hồi nãy chúng ta so dọc thì ở đây chúng ta so xéo là nghe các bạn, tức là lệch về bên phải và cũng bắt từ lớp ha, kẹp song song hai ngón tay da đầu và chúng ta kéo thẳng chân tóc vuông góc với da đầu và chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài ở phía trên kẻ tay nha các bạn, ngọn tóc chạm kẻ tay chúng ta giữ lại ha. Và cũng bằng cách so này chúng ta so cho liên kết về cái phần sai bên trái đó luôn nha các bạn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực gây nhiều video mới hơn nữa ha. Xịt nước làm ẩm chân viền và chúng ta cạo viền nha các bạn. Viền thì chúng ta nãy đẩy tông nó đã sát, ở đây chúng ta cạo nhẹ những cái tóc con ở dưới viền cho nó sạch sẽ, cho nó nét là đẹp rồi ha. Sai bên trái cũng làm ẩm chân viền và chúng ta cạo tương tự luôn ha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Ở đây tôi cạo cái đường ngôi ở trên này các bạn cho nó nét chút xíu để chúng ta chải cái máy cho nó đẹp ha. Ngôi này thì các bạn có thể sử dụng tông trắng và cạo bằng dao ha. Ở đây tôi cạo bằng dao luôn, khỏi trắng bằng tông nha. Chải sơ cái mái tóc cho vào nếp để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là kiểu tóc anh được kết trắng chân mái vườn nha các bạn. Ok, đây là kiểu tóc khi đã hoàn thành ha, anh được kết trắng chân nha các bạn, mai thả viền sau gáy thả ha. Đây là một cái kiểu chắc tóc khá bung nha các bạn, nền xung quanh nó sừng trễ nhiều nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo nha.